đời hay đạo cũng không nằm ngoài chữ duyên. Chưa gặp mà gặp gọi là nhân duyên, đối xử tốt với nhau gọi là lương duyên, và cùng nhau nuôi dưỡng những tâm niệm an lành ở cửa Phật gọi là thiện duyên. Trong Phật học có bốn loại duyên: nhân duyên. Dạ, kênh Tùng Nguyễn miền Tây mến chào cô chú anh chị em trong và ngoài nước ạ. Và Tùng Nguyễn xin chúc cô chú có ngày mới thân tâm thật an lạc và năng lượng đầy tích cực. Và con chào cô Sáu, và con thay mặt khán giả cảm ơn cô Sáu rất nhiều đã chia sẻ những bài pháp và những bài văn của ông Tư Bình Hòa. Và hôm nay cũng như mọi ngày là con nhờ cô Sáu chia sẻ cái bài văn là bài khai tâm kệ của ông Tư Bình Hòa cho mọi người hiểu ạ. Dạ con mời cô Sáu. Hôm nay 20 hả con? Tết tới nó rồi tôi Tùng ạ. Con nhờ quên ngày tháng luôn cô Sáu ơi. Mà cô Sáu ráng đem văn bài của ông để chia sẻ để cho tín đồ biết. Dạ. Ông trở về nó những cái cơ ở bên Đức Quỳnh Giáo Chủ là trong mấy cái cuốn này ông giải rất là nhiều, thấy không? Dạ. Cơ nào ông cũng mà có giải, bởi vậy nó chờ ta chứ lại thì đèn hết luôn đó. Thì bây giờ văn bài của ông mình coi mình nắm hết trơn trọi rồi đó. Con thấy cái lục tổ Huệ Năng không? Vì ba biết tới cái y bác này hồi đời ông sơ tổ đặt ma mà tới bây giờ đó. Chứ không thôi mình không coi sao mình biết. Dạ. Yeah. Hay quá cô Sáu. Này hồi thời nào tới bây giờ. Rồi mấy em gái của Sáu đòi Sáu phải lên văn của Sáu tặng cho người ta nghiên cứu. Mà văn phàm với văn bề trên, văn phàm nó đâu có hồn. Nếu mà con cái người trí thức á, con đọc được con biết à, văn thì cũng hay lắm nhưng mà cái hồn thơ nó không có. Dạ. Mà cái đòi hỏi Sáu phải lên, nó đọc chia sẻ cuốn này rồi Sáu phải trang sang văn của Sáu vô một chút để cho mấy chị nghiên cứu. Dạ. Chứ không phải mình đem văn mà để mình khoe, phải không? Dạ. Thầy cũng nói rồi. Tưởng nó mình giỏi vậy đó ha. Dạ. Đem khoe tài cán mình, những người biết dành thì người ta càng thêm chán, không biết không? À, bữa nay sẽ đọc văn kệ của ông đây. Tâm áo não tả ra một đoạn nhắc nhũng cùng, khắp hết đông tay cho chàng gian rõ việc hậu lai, từ xưa nay thường có nói hoài hà. Mà chàng gian nào có ai hay, đến ngày nay lão mới bày khai. Cuộc nước non cho thế đặng hay, để chàng gian cứ nói Phật sai. Phật xuống chàng Phật có gạt ai, Phật xuống chàng sao Phật mằng mai. Người không hay nghe thiệt trái tay, Phật xuống chàng biết mằng mai nữa không. Cái thơ mà mấy cái cuốn mà ổng đi mằng mai đó, ông Ba Sình, ông Tư Sẹp đồ nghe vui lắm, mà mấy cuốn đó thật sự chưa có em ra chia sẻ. Cái cuốn đó đài lắm mà cô Sáu. Ừ, đúng để Ba Sình Tư Sẹp đó với thằng Néo. Là cái tên ngộ lắm. Ừ, ông làm mai thằng Néo đi cưới vợ, đi cưới cô Én. Vui lắm. Mà sáng nó đem mấy cái này ra là để chia sẻ cho chị em nhận thức người ta biết. Người không hay nghe thiệt trái tay, việc hậu lai để lão bài khai cho dân chằn lớn nhỏ rặng hay. Trong chính bổn có nói lai dai là nhắc lại văn chính bổn của ông đó. Dạ. Yeah. Kim cổ kỳ quan đó con. Nói ngày sau năm gái chỗ tài là nhắc tới Ngũ Long công chúa đó. Nơi thác cảnh trừ phiên dẹp lạng, nói trong đó người chàng chưa hẳn. Ngọc đế xây nay tới là đây. Tường này con thấy không, bị trên sắp xây dặn. Con thấy càng ngày nó càng khai mở cho người ta dễ hiểu cô Sáu. Ta tỏ bài này cho bá tánh đông tây đặng rõ, vì ta đây chỉ ngõ đem đường cho một dòng năm phụng chàng dương. Một dòng là ổng đó, ông Tư Đình Hòa đó. Năm phụng là năm nàng Ngũ Long công chúa đó. Có năm bà mà còn than khóc hoài luôn. Kết duyên lành đặng dẹp nhà thương, quy nhất thống nam bang hấn cảnh.
Việc hảo ngôn lập lễ thượng ngôn nên ta đây hết sức đo lường, lo đờn, đờn tỉ mỉ đó. Đủ bài bản giọng lên giọng xuống. Ta trầm ngâm nhiều lúc, uống quanh mượn sắc chằn. Ta nói cho rành, hỡi người ơi, kể lại lập thành từ phiên bang chúng nó tranh giành sắp lớp tuồng thiệt quá. Là quanh thương nhân lại lão rành sát lão, xảo hành lão hành sát lão, ảo mộng sầu chẳng ráo giọt châu. Đời quân hạ lắm kẻ cơ cầu, nào ai rõ nhiễm màu nhiệm sâu của Phật. Tật đố lòng nghi kỵ ghét ganh, ghét ganh cũng là cái tật của con đó ha. Thế xác chẳng đen đúa hôi tanh, xúm nhau lại nói hành nói tội. Mắt trong do tiên Phật nào tường, cứ mà theo chẳng ngỡ đón đường. Đời nhà thương ít kẻ suy lường, lão giết đây tuôn giọt mắt hường. Ráng mà giết tư lương chú xót, nói chút là ổng khóc à. Dạ. Cốc trong hang, cốc biết mưa xa ít đáy giếng. Biết âm dương hiệp, đờn bá nha chúng nhịp. À, khải hoài ngồi khải mà, lý ứa châu mài biết. Ngày nào gặp bạn đề khai mà cũng khải tay chai phím thuyết phím thuyết khuyết hết. Cũng khải hoài chừng gặp tử kỳ, con thấy không, tử kỳ với bá nha đâu có rời. Bá nha tử kỳ, Bác Hồ chứ, nhưng mà ông lỡ tiếng hôn là đâu có rời đâu. Và cùng nhau hai thiệt là hai đời xưa nay, đời xưa sau nay vậy bớ ai. Ta xuống trần cứu thế làm mai, ta làm mai thiệt rất là gay. Ngồi trần gian nói quỷ nói hoài, nói tay đài nhật xế không hay. Lo làm mai nên đắm nên sai, sai lê mê sai quỷ sai hoài. Sai chừng nào năm phụng hiệp rài thì ta lo châu nọ bắt cài. Năm phụng múa giống kia gieo xuống, ắt thuận mùa nó ấm bá gia. Năm vợ một chồng này chịu rủ cái quân phiên này thì bá gia mới nó ấm ha. Dạ. Thì tài phép của ổng không cho ai, ổng sắp cái tuần này chứ. Thuận mùa rồi dân việt hát ca nhờ một rồng năm phụng đó đa, con thấy không? Nhờ một rồng năm phụng mà gì? Năm phụng là ngũ long công chúa. Ngũ long công chúa đó con. Dạ. Phụng là nữ, rồng là nam. Đời hạ chẳng ta Phật nói xa, ta nói xa tránh quỷ tránh ma, mà ma với quỷ quên cha quên chúa, quỷ với ma tích của để dành ta xuống trần giả nở. Nào đành ngồi làm thinh để ước tam bành tan tành, nên hết lời nói quẹo nói quanh. Dân Việt Nam nào khác chỉ mành, treo chuông nặng gió đưa nhõng nhảnh. Nên ta ra thọ lãnh lệnh chờ ổng, chỗ này cái lệnh chờ chứ ổng phải ổng xuống muốn lập tuần đầu mạng ổng làm đâu, sao chữ không xuống trần gian hết tiếng kêu mời. Mời Nam Bắc Đông Tây đều đủ rắn, cùng nhau hiệp lũ hiệp đàn đặng mà lo chống dựng gian sang. Nghiêng hai vai nâng đỡ đành vàng, vậy mới phải râu mài nam tử. Giữ báo châu chúa sáng tôi chung, lão lo hoài lo đủ tứ tung. Lão khéo kêu mấy kẻ anh hùng, hàng phụ nữ chung cùng với lão. Ảo mộng sầu dòng giống mấy lâu, lũ phiên di nó đã tóm thâu. Nay tỉnh giấc tan lo cơ nghiệp, đờn lên dây chúng nhịp khải đi. Khải bản trao chờ đợi tử kỳ, bá nha hiệp bản tay ta khải. Bây giờ hai ông mới hiệp lại cái màn này nè, con biết không? Dạ. Khải bản tay hay thiệt là hay, khải bản tay cứ khải lai rai lên thẳng dây cứ việc khải hoài. Là văn này nè, khải hoài là khải văn này nè, viết văn vậy nè. Dạ. Yeah. Viết bản tay rồi khải bản tàu,
khải bản tàu, khải thiệt là mau, khải bản tàu, khải bực thiệt cao. Khải bản tàu xúm lại cùng nhau, xúm cùng nhau, khải mới rẳng mau. Ông kêu là đàn kết lại đó, như đều che nhiều chiếc, như dễ gì bé hai đó. Tàu khải dứt sang tay mà khải, chúng nhịp nhàng hay thiệt là hay, cứ mà lo khải tới hoài hoài. Khải theo dây, khải tới bản tầng dương, khải thiệt là gần. Lưu thủy đảng hành văn bình bản, lưu thủy trường thì khải bản tây. Lưu thủy này là không biết ông nói gì không? Còn không biết. Tứ đại quán bản tàu lo khải, giọng cổ thì khải khúc ly kỳ. Mẫu tầm tử khải ra bắt diệt, lưu thủy đảng khải đời chủ kiệt tráng. Khải cho tiệt quỷ tiệt ma chừng hết, khải gặp cha gặp chúa. Bây giờ ông khải hoài nè, tới chừng gặp cha gặp chúa ông hết khải nữa, là ông hết với dằn dái này dẫn dắt nữa đó. Thở viên chàng dáng mà mày rủa, miếng sắt kia thành đặng cây kim, phải ráng chờ có lĩnh hoàng thiên. Tuy là cái tuồng lớp viếng này sắp xuống này làm gia, làm gia viết văn này kia, cũng như là mình giao và nhắc nhở cho các nước này kia rằng nó mới quy như thống, chứ đâu phải mà cái người ở đây mà cầm bút thằng cầm cái gì mình là có đủ tài đủ phép đâu có. Con cái nào con thấy không, cái gì cũng chờ lĩnh không à. Dạ. Phải dáng chờ nè, có lĩnh hoàng thiên thì kể lại ắt trong thành kế. Ta nói đây thiệt là quá dễ, ráng lo mài kẻo trễ, bới người mài thành kim ắt đặng tươi cười, cười ba hơi thì đặng thảnh thơi. Lúc bây giờ thôi đã mệt hơi, ráng chờ đợi trời kia chen lặng là xế. Là cái tuần này tới chừng mãn nha, cuối năm mà trời kia chen lặng là chiều tới tối rồi. Dạ. Thì mặt trăng thì cụi thấy đa, ta nói đây ta nói chẳng xa, ta nói đây gần tới rồi mà, ta ráng lo gầy dựng nước nhà làm mai mối, nói mà khô lưỡi mà người chàng cứ mãi chửi ta, ta làm làm mai một mối rồi mà. Cưới xong xả nào ai có biết, ta nói ra rất thiệt khó khăn. Cũng làm mai cho tuần này hiệp hòa hết mà. Dạ. Ông nói ông làm mai cho ngán chứ không phải. Bởi vì cái cơ ông nói con thấy ai hiểu được không, ai sẽ bàn tới đây. Dạ. Thế ông nói ra bàn không nói thì chẳng không rõ, ta sợ chẳng nói sổ nói xiên. Việc này đây cũng tại hoàng thiên sai tới xuống lo diện lo mối. Bây giờ con thấy trắng đen gì con còn cái gì con không hiểu nữa không? Hoàng thiên sắp tuần này chứ, dù hoàng ở trên đỉnh chứ không có ai với này mà có tài cái gì mấy chứ mà xây chuyển được cái càn khôn này hết không. Ta dẫu lo lo cũng chưa rồi, một mình ta nhiều trước nhiều tược nhiều trời, nên lo hoài lo chẳng có rồi. Năm quý tỷ lo rồi một đám, xong xuôi rồi 18 là ngày. Ta xuống chẳng lo việc làm mai, trai với gái mà thay đất diệt. Dẹp phá bỏ nhà thương chủ kiệt, con đất kỹ thiệt là ác nghiệt, nói làm cho chủ kiệt đạm đảo điên. Ta nửa nào ngồi ngó điềm nhiên, để bá tánh chịu điều lao khổ. Ta quyết lòng chỉ chỗ Nam Tông, chỉ tổ Nam Tông, ta chỉ rõ giống vọng hồng lạc. Đặng mà ra vũ nhau hiệp tác, xúm lại nghe thứ hát khải hoàng. Hát khải hoàng một kép năm nàng, hát giảng rồi nó thấy rõ ràng. Thiệt thằng ngốc minh hoàng mượn xác, thơ ngốc có thơ ngốc nữa mà sao chưa có đem ra nữa. Dạ. Thơ ngốc là đứng xuống này cũng như là bề trên xuống mà đài xác đó con. Xấu xa đen đúa mà công chúa nội thi tài mà nước này nước kia mà công chúa không chịu ai chăng, tới chừng ốc này là đốn củi trên rừng mà đi đi bán mà con tỳ nữ đi chợ nó thấy ốc này gì thật đi với bà biểu mừng ốc gì. Dạ. Yeah.
bởi vì trời cũng sắp cái tuần này éo le lắm, không có ai tìm ra được nó rồi. Dạ. Hết giảng rồi, ngó thấy rõ ràng thiệt thằng ốc Minh Hoàng mượn xác. Ta nói đây chỉ đường rộng quát, cuối thư cùng cô bác, anh em kể từ đây phải ráng mà xem, năm phụng đã chỗ mặt lằng lằng, cho dân chẳng thấy rõ chẳng ngằng. Trước con mắt lời xưa có nói, kim cổ xưa chữ hở rành rành mà sao ngồi, bao nở mà đành kim cổ, đó nói rành, nói hành sát lão. Bởi tại người tâm hạ, tâm não quá cuồng, lời Phật tiên nói đã thẳng luồng, ta sẽ cho người thế mà buồn, viết bài này ta nói luồng luôn tuồn, hết sức vui rồi lại tới buồn. Ông nói cơ cầu quá. Ta nói đây ta nói lộn cuồng, buồn cho một cười mà tới chín, buồn có một cười mà tới chín. Hỡi người ơi ráng nín khoan cười, để mà coi cho đủ sẽ cười, mới một người cười chẳng thẳng hơi, chờ đủ hết rồi cười luôn thể. Để ta kể cho rành cõi rễ, xin người chẳng khá để vào tâm, sợ cho người cười gấp rồi làm Phật tăng ngự phải dập bầm. Ta nói đây người ráng chi tầm mà làm Phật, Phật nào làm ma, ma làm Phật, Phật nào làm ma. Coi hầu cái chữ nó trái lạng mắt. Kể cùng ca ta có nói ra nay, đã tới rồi mà hỡi thế, Phật nói ra chẳng hay khinh dễ, để mà coi một rễ bảy dâu. Bảy dâu này nói sát ông Tư đó. Năm diễn của Long với ổng trước có hai đời nữa là bảy bà nữa. Dạ. Yeah. Gẫm việc đời thiệt rất khó ao, Phật xuống chẳng, Phật nói giọng cầu, Phật sợ thế nói bậu nói bí. Nói ông ngồi á, ông Tư, cái xác ông Tư đó ngồi cái nói chỉ ông già không á. Dạ. Nói là sau này ông dâu nhiều lắm đó. Nói với ông già vậy. Tức hở mà tí sủ nói hoài, bắt xác già giết đã dông dài, đài xác ta, xác già ta hết sức đài, đài xác già tới xác cầm cài, mở rắc việc xong xuôi mới nghỉ. Bởi vì ông viết tới 15 năm mà ông viết tay không cũng tính đi. Dạ. Biết bao nhiêu cái công cán ổng dài mà tính đồ không ai nhìn nhận hết trơn. Đài sát già chừng khỉ chèo non, đài chừng nào năm phụng có con. Sát già mới về non an nghỉ, ta nói đây người ơi thử nghĩ, ta nói đây ta nói là sao, ở cõi trần kẻ thấp người cao, ai trí thức bạn cao thì chặt. Mấy người bàn đúng đâu, không ai bàn chúng hết trơn. Càng hiểu biết thì càng sai. Ta nói đây ta nói tặc phung, ta nói đây ta nói tứ tung, ta nói đây xin lỗi anh hùng, để mà coi thằng giải thằng khùng, đi tới đâu sẵn chiếu sẵn mùn, chung cùng thể cho đời tiêu diệt, chung cùng lại lo đời chủ kiệt. Con nói quảnh nói quan, ổng nói cũng không xa cái tuần này, con thấy không? Dạ. Yeah. Bài khai hoài vậy. Ta tiếc cho đại cát nhà thương, tại chủ dương chẳng biết lo lường, tại hồ ly nó dắt sái đường, làm lê văn thảm khổ trăm đường. Ta nói đây ta nói thường thường, ta thương chủ ta còn thương chủ, để rồi sao chủ biết ta ai, chủ còn sai chủ chẳng biết ta, chủ còn sai chủ nói ta ma. Chừng chủ tỉnh nhớ cha hồi trước, ta viết đây nước mắt ta tuôn, ta viết đây hết sức là buồn, buồn lòng lão tỏa ra một đàn, đặng gửi sang các bạn minh tường, đường gai chuông gai trong khó nói chán trường, qua hường chỗ tiết xương chẳng thuận, làm người chí dáng mà suy luận, qua hường đã chỗ rồi mà cái không không có hợp tiết. Mà con không hợp tiết được, biết tiết gì không? Tiết gì à, cô sao?
Thì ông trả là ông dạy không có đúng thời đúng đúng tiết rõ ràng. Làm người chế dáng mà suy luận, coi nói đây ta nói là sao, ta nói đây trong ruột héo xào. Ta không nói chừng nào rồi diệt, ra bài này nói thiệt người nghe từ xưa nay nói lắm. À, trong về nói quanh lộn ai nào có biết, đến ngày nay nói thiệt rõ ra cho bá tánh gần xa. Đặng rõ ta hết sức đem đường chỉ ngõ, chó dảo tay thỏ nọ chạy dài, châu cày ruộng heo la inh ỏi, cái cơm đó đó. Giỏi mà lo sắm tỏi sắm hành, thì voi kia lưng nọ bắt bành, ta nói đây ta nói thiệt rành, lóng mà nghe kìa hỡi chúng sanh, lão nói đây lão nói quẹo quanh, nói ngay thẳng nói rành nói dẻ, thương con ghẻ ngày hai cơm tẻ, cứ mà lo cặm cụi vậy hoài, ta viết đây ta lại cho mày, ta nói đây ta nói thiệt là sai. Xin gái trai hãy lóng tay hai tay nghe cho rõ, nói đây mặt trái ta chỉ quyết, thuyền kia cầm lái đưa người hiền qua khỏi bể mê, hỡi người ơi mau khá trở về. Bước xuống đò ta sẽ đưa sang, sao cứ mãi ngó lơ ngó lãng, ta trông chờ đó mỗi con ngươi, chiếc đò ta đậu mãi mà chờ, khách hàng xuống trở lên mãi mãi, làm cho ta ái ruột bầm gan, ta ngồi trong ta cứ thở than, ngồi trong hoài nước mắt chứa chan. An dân tỉnh hoài thiền trở lại, ông trở lại ông nói bởi vậy, ông nói là ta trở về An dân tỉnh rõ ràng chứ chẳng hay hay. Ta lại dạy người lại dặn ta, người thấy ta người nói ta ma, nên thân ta phải chịu xấu xa, ma hay quỷ xin người hãy nghĩ xét giùm ta, coi thử quỷ gì, coi quỷ lì hay thứ quỷ chi, ta ngu si ta nói vậy thì ta trông cho cá nóc mọc kỳ. Sao người nói có móc cánh lóc mọc kỳ này, sao cái nghĩa này cô chưa không nắm được được ta, cao quá con không thì hiểu luôn. Ta đây trở lại vậy thì nơi thác cảnh nhìn châu báo ngọc, đáo ngõ long lộc lao khổ trần gian, An Giang tỉnh bình minh tự tại, là cái tỉnh An Giang mình là bình minh tự tại, là không ít có nạn đó con thấy không? Dạ. Đại thần ra mà múa trên non, tầm con hiền ghi chữ bản son, còn chữ mực chữ son hai hạng, tạng mặt người coi ta giả thiệt, ta tiếc cho đó biết mặt ta mà người đành cứ mãi la gian gia. Hỡi người ơi sao tệ vậy mà gà một trường cạo gọt đã lâu, xem bộ cửa xem đầu cũng biết, rờ rẫm hoài chẳng biết ta ai, xúm nhau lại mặt cay mà đắng. Thứ mướp rừng đã đắng lại hôi, ai thấy thì cũng biết nó thì sao cứ mãi mà ghì làm mướp, thấy đường bao dính ở ngoài da, liếm thử ngọt nói rằng là quý. Ta đây thật hết lòng suy nghĩ, tỉ gần xa quá kỹ người ơi, ta ra tay ta kéo ta lôi, lôi trở lại lôi đà hết sức, đánh thức người ta đánh hết hơi, kêu mời đó kêu mời hết tiếng, ta dùm thấy thâu đà biến chuyển, lửa người hiền tiêu diệt tham ô, lưỡng sóng thần gió đẩy đã vô, ta thấy cũng tái tê lòng dạ, hạ bút thần tay tả bài khai. Mà bút ổng ngoài bút thần, yeah. Cho Nam Nhi nhớ lại những ngày, ông cha mình lị ứa châu mài, nay tỉnh lại đổi thay đất Việt, dẹp phát bỏ nhà thương chủ kiệt, đem nhà châu nhất thống quy hàng. Ta nói đây xin đó ráng bàn, ai bàn đặng đền vàng nương tựa.
Ta nghĩ thương Tây Bá dân dương chịu nhà thương. Lắm lúc đảng trường ta nhắc ra tuôn giọt mắt hường, ráng mà nhắc tặng tượng người rò. Bóng ác đà đã ngã về Tây, nên ta đây thốn thức bấy chày ra bài này chẳng thế đặng hay, ráng trở lại phò vua minh sáng. Theo làm chi bả cặn nhà thương, người sao không tích thậu lo lường. Vua Minh Dương chỗ mặt chán trường, ẩn trần gian ai có nào tường. Thấy người chàng cứ mãi lạc đường đường, trước kia ta mở chán trường, chẳng chịu bước hoài đầu trở lại. Mê mà chi thấy mới nhà thương, mê nhà thương chẳng biết si lường. Đường nhà thương dễ bước dễ bường, nên người cứ nương theo đường đó. Viết khúc này mặt nhăn mày nhỏ, ngó trong hoài bạc dạng bạc tinh buồn ngẩn ngơ. Sức ý tâm tình thêm một đoạn quê tình người rõ. Cái này quê tình là thơ của ông nó ra đây muốn nói gì đây. Bút sắc tay chặn mãi ngâm nga, tỏ phân cho cạn nổi sâu xa. Núi Sam quê cũ đó vậy mà. Quê cũ của ông là núi Sam đó. Nhắc núi Sam nữa đó. Là phát tài đó. Dắt xác đáo la đáo lại chỉ ngọc ngà. Quê xưa ta dắt xác già lên mà chỉ việc gần xa xác tường. Ta đây hết sức lo lượng, ngọc hoàng đã rỉnh mà tỏ tường ai hay. Nên ta mới có mặn mai cho đôi trai gái mà thay đổi đời. Ta đã cũng đã lắm lời, ta sợ người đời kiêu ngạo người chê. Nên ta hết sức thảm thê dắt xác trở về quê cũ của ta. Cho đôi con trẻ an hòa, cứu lấy nước nhà cơ nghiệp về sau. Viết đây hết sức ngán ngao, buộc lòng phải viết mà hẻo xào tâm can. Heo xào trong tâm, sợ người nói quá rồi lầm. Nên ta ráng tầm nói rõ người nghe. Chuyện này ta nói mà, chuyện này có ai mà dè. Trái tay trái mắt một bè như nhau, rồi đây mở miệng cười ào. Chứ biết đâu nào chờ sắp ta đâu, đã lâu. Sắp tuồng gây cắn cơ cầu, làm cho tối mắt bích tay người chàng. Chuyện này nào phải là gần 300 năm trước có thằng biết ra. Duyên trời định đảo quá xa. Bởi vậy cấp mà thầy Tây An cho xuống là ổng đài 3 năm đó. Dạ. Bởi vậy nó thầy ba tới là ba sát. Dạ. Ngày nay kết cuộc đó đã bỡ gian. Ráng mà sửa sản cười lằng ngọc hoàng. Chủ đám mà Phật thần làm mai. Nói cho chẳng thế nghe người hai, đặng cho chẳng thế mà cười dai lâu ngày. Cười chừng châu nọ bắt cài, không lý cười hoài cho tới con heo. Đời này tan hiệp như bèo, hiệp đây tan đó dõi theo mà cười. Cười thì cười quá đông người, hết cười dòm thấy mà ít người sơ chơi dơ. Tới đây gác bút ngẩn ngơ, để chờ lúc khác mà rảnh giờ sẽ hay. Lúc này xác chẳng rảnh tay, một đoạn vắng dài, vắng tắt người hay việc đời. Thôi thôi gác bút nghỉ ngơi, ta cầu bá tánh mà tơi bời cho qua. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi một cuốn bài khai tâm kệ. Thôi rồi cho ta hùng vô khúc đi, để cho mấy người này quá chàng kêu nài rồi. Cái văn này là của Kiều Hoa của sao? Của Kiều Hoa. Cái đoạn văn này sao viết hình như tới 1900 một Tết nè, Tết Xuân nè, 1994 là cấp đó Bích Thủy mới ra đời có 4 năm nữa không? Dạ. Tôi viết cái đoạn văn này nè. Cho Hùng cho một đoạn cho mấy chị này nghiên cứu để mấy chị kêu nài hoài chứ đem giao phe rồi sao không có chịu rồi. Dạ. Đậu Sơn cầm bút viết ra cho trong các cấp xem mà xét chi gia đời bằng bổ quả thi kể rõ ly kỳ chuyển khắp dân gian.
để cho các cấp chư toàn khỏi lo khỏi sợ hoang mang cuối đời, hạ nguyên nay được đổi dời, Phật thần tiên thánh lập đời cho xong. Phép thần thái thượng lão ông ban cho nàng nữ lập xong cơ đồ, văn bài văn viết bài phô ngày nay, nước Việt mà điểm tô son vàng. Hết còn kèm kẹp ngoại bang xiềng xích nô lệ, mấy trăm năm dài văn nam chịu khổ nhiều ngày. Ngày nay bồi trả hết ngày gian chân, phép thiên minh quả không ngừng, hết còn đeo đắm để chừng chỉ văn. Cõi tiếng giờ đã đang cặn, lời truyền chỉ giáo mấy năm qua rồi, văn đưa giáo dạy khắp nơi, sự việc nói rõ cuối đời là đây. Báo cho các cấp biết hay, chí minh thần quốc miền Tây đợi chờ, quan tướng cứ mãi làm ngơ, xem văn của bác hững hờ như không. Giờ đây chừng trách trời ông, biến thiên quả địa trong vòng phút giây, tội này cũng bởi ai gây, nghịch thiên sao khỏi tội này mà mong. Sàn dòng bay khắp giáp dòng, không ai thác lọt. Đừng than bá chằng, bút ghi nghìn cuốn bài phân, thoái thường khinh bỉ chuyện mặn Phật ông. Nhiều hạng tâm tánh cuồng ngông, làm sao thể hiện hòa đồng bốn phương. Bác về xuống bút lập trường, gian nêu chỉ rõ con đường tà gian, chánh trung mới được vẹn toàn, làm sai chặt đàn phải cam. Chấm dứt tham vọng việc làm, mới mong thoát khỏi cái cổng diêm dương, bác hộ của rộng tình thương, cho trong sinh chúng mà biết đường chân tu. Sử văn dẹp án mê mù, để cho các bậc hiện tu hiểu rằng làm người phải trả nợ ăn. Cho tròn cho vẹn việc vẹn phần tu nhân, người chí phải biết thiệt hơn, tu sao đất nước vững bền ngàn năm, cho dân nó ấm khỏi lâm xích xiềng ngoại tặc khỏi chồng cổ ta, nước nhà thạnh chỉ thái hòa, dân quân đoàn kết quốc gia hùng cường, tu sao phải đi đúng đường đạo hạnh tròn vẹn quốc dương gần kề. Dứt bỏ những gì còn mê, ngồi lo tụng niệm lẫn về Tây Phan, Phật thần xuống thế cứu an, mình tu lên cảnh Tây Phan làm gì? Khuyên người hãy biết xét tri, Tây Phan tại thế nguyên y hiện giờ, lo mà tô điểm cõi bờ, đảng đạo đoàn kết mà đắp tô sơn hà. Phật thần tại thế đâu xa, làm chân làm chánh đó là Phật tiên, viết ra nhiều cuốn khuyên lơn cho trong tất cả tăng ni đạo thầy. Sợi dây lịch sử kéo dây, đến nay phân cạn Đông Tây, lãm tường Bác Hồ trở lại khai dương, Hòa Thôn trở lại lập trường sử phân. Giờ hai ông đều trở lại hết ha. Dạ. Đao dài ba thước bệ lăng, là cây bút thần văn sử viết ra, sử phân phân sử đó mà, có ai mà biết bút xa lĩ mình, chống kình sao nổi bút linh, của thần thượng đẳng triều minh tiên hoàng, viết ra nguyên bổ sử vàng, để cho các cấp giữ an thành trì, phải làm theo đúng lời thi, tất cả những gì cũng được hoàn nguyên. Bởi vậy cái lời văn cái này là cũng như dạy đó, bác trở về cũng dạy. Còn văn ông nói đó, yeah, nói quốc gia giảng đạo Di Đà thì dạy hết trơn, tàn quốc cái gì để cho ông chị là ông chị tàn quốc cũng bằng văn này nè, có biết không? Tại vì yeah, ông thầy ông như ông dạy lục quốc mà, ông dạy hết mà. Văn này cũng như mình nhắc nhở rồi vậy đó. Dạ, yeah, đâu có riêng gì Việt Nam ha, cô sao? Ừ. Đâu có riêng gì Việt Nam không, phải không? Ừ, dạy hết mà. Nói quốc gia giảng đạo Di Đà cho khắp cả Đông Ba học hỏi là văn này nè. Yeah. Bây giờ dạy cũng như là nhắc nhở cho các nước hết. Khắp vậy cả đó. Nước. Yeah. Vậy đó. Tất cả những gì cũng được hoàn nguyên, còn bằng làm sẹo làm xiên thì là gây cảnh lị phiền mà thôi. Bấy lâu chịu cảnh cúc côi, ngày nay xâm hiệp Chúa tôi gần kề. Hỡi người trí thức còn mê đạo diệu sử đề, nêu rõ nguyên do, đừng nên suy nghĩ đắn đo, hỡi đám học trò đạo giáo Hòa Thôn, dứt đi thù hận riêng tư, trở về chánh nghĩa của người văn nam. Văn nam lịch sử anh hùng, nhờ ai tạo sẵn bóng tùng, ngày nay ăn trái nhớ kẻ trồng cây, làm người phải biết
ai thời chánh chung, ai lo cho nước thông dong, ai người phản quắc mang cộng ách nô, ai gây chinh chiến với hồ mấy mươi năm phải chịu sát xô thế này, người chí đừng có tạo gây. Mới là đi đúng lời thầy chỉ ta, giải đạo hòa thuận chăm lo chỉ cho, giải đạo hòa thuận chăm lo cho dân cho nước ấm no muôn nhà, đảng đạo mà được thái hòa trường thành vững chắc, ai mà chiếm xâm lời dân ta đã bài phân, xin người hãy để chút tâm truy tầm cuối đời mặc hạ khỏi lâm, chờ cho sấm nổ ăn nập ăn năn muộn màng, đò chiều còn neo sông giang dước đưa người chí lai đạn tĩnh tâm. Phật thần lòng rộng thênh thang, muốn cho chăm họ một đàn thẳng sông, vì thương trở lại bé bồng, gian đưa kêu gọi khắp trong tỉnh làng, cho hay Phật xuống chánh đàn, giác diệu bá tánh biết đàn chánh chung. Chánh đàn là cấp 590 đó, tỷ là chánh đàn đó. Yeah. Phật đó, xuống chánh đàn rồi đó. Yêu dân mến nước Phật dùng, làm người phải biết hiểu chung tổ thờ, nguồn gốc đẹp tở bài thơ, cội nguồn gốc rễ tổ thờ ở đâu, mẹ mang trăm trứng một bầu, con Âu con Á có ở đâu khác nội, tại người không biết đó thôi, biết rồi mau trở lại hồi tâm nguy, tâm ngay trở lại quả thế bồng lai, anh em đoàn kết hưởng ngày an cư, không sợ trái đất bị hư, tiết trời thay đổi từ từ thanh trong. Này viết xong ngày 20/4/1994. Dạ. Đủ liếc cho con 36 phút rồi con. Vậy hả? Đủ liếc thì thôi. Thôi để đọc một cái bài 6 mũ năm số viết đưa táo về trời này ha, cho anh vui chút ha. Dạ. Lại đưa táo về trời nè. Táo ơi xin táo về chầu, kể rõ đuôi đầu tăng sủa đã qua, lời thơ đưa táo về tòa, đi cho thông thả tâu qua mọi điều, đời đà thay đổi quá nhiều, bệnh đau trần thế đủ điều, đau thương người hiền sao dịch sao dịch lại dương được cái mấy cái dịch đó, mà mấy người ta hiền sao cũng bị dịch dương đó. Yeah. Hỏi dùm Ngọc Đế tìm phương cứu nàng, năm dần sắp sửa bước sang, xin trên chấm dứt chấn chỉnh cho an dân lành, nhờ táo tâu rõ ngọn ngành, phạt phường vô lại đành rành tội căn, còn phần có đủ thiện căn chịu chung số phần khổ. Khổ thân lị phiền, táo tâu lên rõ nỗi niềm, gian sanh khổ lị mọi miền ranh thang, tới đâu cũng nghe phàn nàn, kinh tế tắc nghẽn giao thông bế đường, ngăn sông thương lái phải dương, đủ mọi rắc rối trên đường bán mua, kinh doanh phải chịu thiệt thua, tứ tiết bốn mùa khổ lị phải mang, thảm khổ cứ mãi tàn lan, xin trên ngọc hoàng giảm bớt phạt răng, nhâm dần người biết ăn năn sửa đổi 10 phần, còn 1/3 ngọc hoàng lượng thứ giảm tha, dân sanh sống cảnh hiền hòa rồi ông, táo ông táo bà dạy công, năm nào sớm viết bài để cho vui. Cái này là văn của cô Sáu viết à? Ừ, năm nào tới 23 là Sáu viết bài. Dạ. Táo rõ Trần Hồng hiện tại đường sai, lời văn kiều qua phân bài, táo về táo rõ cung ngay bể vàng, nhâm dần nay được chỉnh trang, cuối niên phong cách an khang vui hòa, chúc táo từ nay quan ca, năm sau về tiếp tâu qua mỗi điều, cán bộ vẫn còn quan liêu, tính tan lợi ích còn nhiều chưa thôi, ngọc hoàng xử hết cho rồi, để chi những kẻ không hồi tâm nhân, xin trên thưởng phạt công bằng, lập đời thượng cổ hết phần lợi riêng, táo tâu cho rõ nội niềm, cho ông tan liệu trần miền định phán. Viết là ngày 23/2022 này, năm nhân dặn. Dạ. Rồi hết bài nữa rồi. Dạ. Vậy con xin cảm ơn cô Sáu rất nhiều ạ. Và thay mặt khán giả cảm ơn cô Sáu. Và kênh Tùng Nguyễn Miền Tây mến chúc cô chú ngày mới thân tâm thật là an lạc ạ.